Rồi ok thím, quất 8 lớp phấn mà vẫn còn đen đen vô địch luôn. Đen ớn trời. Tôi thấy cũng đẹp mà. Ừ, chắc đẹp. Dạ tôi đen nhưng lòng tôi trắng. Tại ba má tôi nghèo dân nắng nên tôi đen thôi. Đâu có, anh đẹp trai lắm. Giỡn hoài. Thôi mà nói chứ tôi cũng thấy vậy. MC chuẩn bị nè, 3, 2, 1 action. Kính thưa quý vị, đây là chương trình phỏng vấn những người xém nổi tiếng. Và trước mắt chúng ta là anh Tèo sớm nhà nghèo, một tay đua cừ khôi. Anh Tèo đã xuất sắc vượt qua anh Tí sớm nhà xí, tay đua hoàng đầu của xã. Cũng thường thôi. Không biết là anh có thể chia sẻ là anh nhờ bí quyết gì mà anh có thể thắng được anh Tí hay không? Vừa chạy vừa rải đinh. Được. Anh nói gì vậy? Đang truyền hình trực tiếp mà. Hiểu, ok. Kính thưa quý vị, ý là anh Tèo thích ngắm bình minh với cây đinh đó. Bây giờ là bí quyết của anh Tèo nè. Là vậy đó. Dứt câu khác đi. Vậy động lực nào khiến anh tự tin trước các đối thủ đẹp trai khoai to như anh Tí? Thật ra đua mô tô hay là chạy thì cũng khá nguy hiểm, nên đồ bảo hộ là thứ quan trọng cần phải có. Vậy thì sao anh Tèo? Bởi vậy tôi toàn mua đồ trên Yohe Shop không à. Yohe Shop là chuyên bán đồ cho anh em đi mô tô. Rồi sao nữa anh Tèo? Như là nón bảo hiểm full face nè, rồi găng tay, áo giáp dài, ba lô từ lưa, hộp bích hết. Nói vậy Yohe Shop là đều giúp anh tự tin tỏa sáng đó hả? Chính xác trời bình bác luôn. Ông bà mình có nói người đẹp là vì lụa mà. Đồ của Yohe Shop không những đẹp mà còn rẻ nữa. Tiếp theo là một câu hỏi ngoài lề, không biết là anh có bạn gái hay chưa vậy anh Tèo? Có, nhưng mà chia tay rồi. Ủa sao vậy? Nói ra nghe chơi. Tôi mới đi nghỉ vụ có 2 tuần à. Có người tỏ tình hốt con bồ của tôi mất tiêu luôn rồi. Vậy anh có điều gì muốn chia sẻ hay là bàn luận về phụ nữ hay không anh Tèo? Lời khuyên chẳng hạn. Trong cuộc sống có những thứ không mua được bằng tiền. Ý là sống bằng tấm lòng mà anh Tèo. Ý tôi là có thể mua bằng rất nhiều tiền. Anh vui tính. Rồi, câu chốt để đóng máy nghe action. Ok, trước khi chia tay khán giả anh Tèo có lời nào trăn trối? Ủa lộn, có lời nào muốn nói với fan của mình hay không? Tèo muốn nhắn nhủ với các fan mô tô là nên chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và tốt nhất là tới Yohe Shop mà mua. Địa chỉ là 242 đường Linh Đông, quận Thủ Đức, Sài Gòn nha anh em. Ha. Ok, cảm ơn tay đua Tèo đã tiếp nhận phỏng vấn. Anh Tèo nói chuyện rất đâm ban. Và đây là kênh truyền hình Đâm Hơi. Xin kính chào quý vị. Ok, dạo này thấy anh già hơn lúc còn trẻ ha. Em đúng là nhân viên của đài truyền hình Đâm Hơi. Vậy thôi nha, sayonara. Sao anh nhìn con nhỏ nó dữ vậy anh Tèo? Em thấy nó cũng bình thường thôi mà. Nhưng cái đầm nó khác thường. Anh thích cái đầm. Vậy là mình giống nhau á. Phải không?